Thanh Tâm xin chào mọi người. Hôm nay, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình livestream chủ đề đối diện do Thanh Tâm thực hiện. Buổi phỏng vấn ngày hôm nay là buổi phỏng vấn thứ 46 của chương trình. Và chúng ta rất hân hạnh có được sự tham dự của luật sư Lê Công Định. Đề tài buổi phỏng vấn hôm nay đó là nhận định về nền luật pháp của Việt Nam qua vụ Tòa án Nhân dân Đắk Nông xử nặng 3 người nông dân ở Đắk Nông. Thì trước hết, Thanh Tâm xin mời luật sư Lê Công Định gửi lời chào đến tất cả những người đang theo dõi chương trình phỏng vấn của chúng ta. Thanh Tâm xin mời luật sư. Xin cảm ơn chị Thanh Tâm. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi lại được hân hạnh một lần nữa trả lời được chị Thanh Tâm phỏng vấn về một cái đề tài pháp lý. Và tôi cũng sẽ cố gắng trong cái khả năng của mình để giải đáp tất cả những cái vấn đề liên quan đến vụ án Đắk Nông vừa rồi. Xin cảm ơn các bạn. Như mọi người đều biết, vừa qua, phiên tòa xử 3 người nông dân ở Đắk Nông trong vụ án bắn chết 3 bảo vệ và làm bị thương 13 nhân viên của công ty Long Sơn. Những người nông dân này đã bị dồn vào bước đường cùng khi những mảnh vườn đã được họ khai quang, trồng trọt hàng chục năm, bỗng dưng bị những quan chức và các doanh nghiệp chia nhau cướp trắng. Đây là một sự bùng nổ phản kháng của những dân oan. Tiếp nối những Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng, Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình. Nhưng không giống như vụ án Đoàn Văn Vương hơn 5 năm trước. Trong vụ án này, mặc dù đã nhiều năm trì hoãn xét xử và nhà cầm quyền Hà Nội đã nhiều lần chỉ đạo thanh tra việc vi phạm quản lý đất đai ở Đắk Nông, nhưng cuối cùng, Tòa án Nhân dân ở Đắk Nông vẫn kêu án nặng cho Đặng Văn Hiến, án tử hình, Ninh Viết Bình, 20 năm tù, và Hà Văn Trường, 12 năm tù. Thì thưa luật sư, trên khía cạnh pháp lý của Bộ Luật Hình sự ở Việt Nam đang áp dụng, việc tòa án tuyên án xử nặng đối với 3 người, ông Đặng Văn Hiến, tử hình, Ninh Viết Bình 20 năm và Hà Văn Trường 12 năm như vậy, thì luật sư đánh giá như thế nào? Thanh Tâm xin mời luật sư. Đây thực sự là một vụ án nghiêm trọng bởi vì có 3 người thiệt mạng. Và thủ phạm là những người nông dân mất đất và họ đã phải nhận một cái bản án rất là nặng nề. Tuy nhiên, nếu xét theo phương diện pháp lý thì có phải bất cứ một vụ án nào có người thiệt mạng thì đương nhiên thủ phạm gây ra cái chết đều bị truy tố về tội giết người hay không? Đó là một vấn đề mà chúng ta cần phải đặt ra trong cái vụ án này. Trở lại cái tình tiết của vụ án, rõ ràng là những người nông dân mất đất, họ rất là phẫn nộ trước cái hành động của công ty Long Sơn gửi một cái đội cưỡng chế về thi hành cái việc san ủi đất của họ và thậm chí vượt qua cái thẩm quyền của một cái nhà cầm quyền. Công ty Long Sơn trang bị vũ khí cho cái đội thi hành của mình và họ đã chủ động tấn công người dân khi người dân phản ứng lại. Và chúng ta biết một cái tình tiết rất là quan trọng trong cái vụ án là trước khi anh Đặng Văn Hiến nổ súng giết chết 3 người thì anh có bắn chị Thiên. Và cái việc bắn chị Thiên đó nhằm mục đích cảnh cáo những người bảo vệ là không được tiếp tục san ủi và xông vào đất của nhà anh nữa. Nhưng họ không nao núng, lại còn dùng gạch đá tấn công anh Đặng Văn Hiến và những người khác, khiến cho anh bị kích động về tinh thần. Và do đó anh đã làm một cái hành động rất là manh động, đó là bắn vào những người bảo vệ đó khiến 3 người thiệt mạng. Thì cái hành động đó của anh không phải là anh là người cố tình giết người hoặc là có một cái dự định để giết những người bảo vệ đó, mà anh phản ứng lại trong một cái sự phòng vệ mà do anh bị tấn công bởi những nạn nhân. Và chúng ta thấy rằng là cái sự kích động đó của anh không chỉ từ cái việc là những người bảo vệ đó tấn công anh, mà còn ở cái việc là cái việc tranh chấp đất đai này đã xảy ra trong nhiều năm không giải quyết. Và anh cảm thấy bất công khi nếu mình phải mất một cái miếng đất mà của cha ông để lại, cho nên là anh phản ứng một cách rất là tiêu cực. Và tất nhiên là chúng ta không ai cổ vũ cho cái việc sử dụng bạo lực để đáp trả lại bất kỳ một hành động nào, dù
làm hợp lực, thì chúng ta cũng phải cân nhắc xem xét cái điều kiện phạm tội mà anh Đặng Văn Hiến và nhiều bị cáo khác đã thực hiện nó như thế nào. Và luật pháp Việt Nam cũng hoàn toàn có những quy định đầy đủ để cân nhắc lượng hình định tội danh như thế nào liên quan đến những cái hành vi phạm tội của từng bị cáo một. Và không chỉ có tội giết người mà luật hình sự Việt Nam cũng có những tội danh khác có thể áp dụng vào trong trường hợp của anh Đặng Văn Hiến và hai bị cáo kia, với cái án không nặng như là cái án mà anh Hiến và hai người kia phải chịu như chúng ta đã biết. Vâng, thưa luật sư, về việc dư luận phản đối bản án, thông tin ông Đặng Văn Hiến ra đầu thú nhưng lại bị kết án ở cái mức cao nhất, thì luật sư thấy nó phản ánh cái điều gì và có trái với quy định hay chính sách nào của luật pháp Việt Nam hiện hành hay không? Thanh Tâm xin mời luật sư. Tôi xin khẳng định một điều rằng là sau khi gây án thì anh Đặng Văn Hiến đã phải bỏ trốn bởi vì cái hậu quả quá nghiêm trọng, nhưng mà do cái sự động viên của gia đình và những người dân thì anh đã quay về đầu thú. Thì cái hành động đầu thú đó là một trong những cái yếu tố được xem xét để giảm nhẹ hình phạt khi tòa án lượng hình. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cái bản án tử hình là cái bản án nặng nhất trong cái khung hình phạt áp dụng cho tội giết người, vẫn áp dụng cho anh. Điều đó có nghĩa rằng là hành động đầu thú của anh hoàn toàn không nhận được bất kỳ một cái sự xem xét nào của phía tòa. Và cũng như tôi nói lúc nãy là cái điều kiện phạm tội của anh, cái môi trường, cái yếu tố tâm lý chi phối cái hành động của anh vào thời điểm anh gây án cũng hoàn toàn không được xét đến. Và tòa án cứ máy móc áp dụng một cái tội danh rất là nghiêm trọng, đó là giết người, với khung hình phạt nặng nhất. Và như tôi nói hồi nãy, luật hình sự Việt Nam năm 1999 cũng vẫn áp dụng cho đến cuối năm ngoái. Trước đó thì cái hành động của anh Hiến đã xảy ra, cho nên luật đó vẫn áp dụng, và do đó tòa án này vẫn có thể tuyên xử theo bộ luật hình sự cũ. Thì cái bộ luật hình sự cũ có hai điều rất là quan trọng vẫn có thể áp dụng cho trường hợp của anh Đặng Văn Hiến. Thứ nhất đó là điều 96 liên quan đến việc giết người do vượt quá phạm vi của phòng vệ chính đáng, và điều 106 quy định là hành động cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác do vượt quá phạm vi của phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng như tôi phân tích khi nãy, đối với trường hợp của anh Đặng Văn Hiến thì chúng ta biết là anh bị tấn công trước và anh đã có bắn chỉ thiên để cảnh cáo, nhưng anh vẫn bị tấn công nặng nề hơn. Và trong cái tinh thần bị kích động, cái tâm lý phẫn uất vì bị cướp đất một cách bất công, anh Hiến đã hành động. Và do đó cái hành động của anh rõ ràng nằm trong cái phạm vi gọi là phòng vệ chính đáng, nhưng cái sự phòng vệ này nó đã bị hành động vượt quá mức, tức là anh không cần phải xả súng để có thể làm thiệt mạng người khác, người đã tấn công mình, mà lẽ ra anh phải có một cái hành động vừa phải để ngăn chặn cái hành động vi phạm pháp luật trước đó của các nạn nhân là tấn công ném đá anh. Thì lần này anh lại dùng cái hành động quá cái phạm vi cho phép của phòng vệ chính đáng. Và lẽ ra nếu tòa xử án một cách công minh thì sẽ phải áp dụng cái tội danh là giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng. Mà nếu vượt quá phòng vệ chính đáng theo điều 96 của Bộ luật hình sự năm 99 thì tội đó mức hình phạt tối đa chỉ có 5 năm tù mà thôi. Và khi nói đến giết người, ngay cả trong cái điều 96 mà tôi nói, nó cũng phải có một cái yếu tố là anh cố tình giết người thì mới áp dụng cái điều 96 là giết người do vượt quá phạm vi phòng vệ chính đáng. Ở đây trong trường hợp này anh không có chủ động giết người, anh bị tấn công và cái hành động của anh là chỉ biết xả súng để ngăn chặn thôi, thì anh nghĩ rằng là cái hành động xả súng đó anh thừa biết là nó sẽ gây thương tích cho người khác, thì đó là cố ý gây thương tích với hậu quả nghiêm trọng là đưa đến chết người. Thì
cái hành vi đó cũng có một cái điều như tôi nói khi nãy là điều 106 về việc cố tình gây thương tích và gây tổn hại sức khỏe cho người khác, mà cái hậu quả nghiêm trọng nhất sẽ được áp dụng cái khung hình phạt nặng nhất cũng chỉ là 3 năm tù mà thôi. Vậy thì chúng ta thấy rằng là trong lúc luật hình sự Việt Nam có hai cái điều luật có thể áp dụng cho trường hợp của anh Đặng Văn Hiến và hai bị cáo kia, với giả sử như là ghép vào tội giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng đi nữa thì hình phạt nặng nhất cũng chỉ là 5 năm mà thôi. Vậy thì hà cớ gì tòa án lại không áp dụng cái điều luật đó để mà truy tố và xét xử anh với cái tội danh giết người với cái khung hình phạt nặng nhất, trong đó có tội tử hình, và kết quả là tòa cũng tuyên luôn cái hình phạt nặng nhất như vậy. Chúng ta phải xem xét điều đó, và điều đó nó cho thấy rằng là việc áp dụng luật hoàn toàn sai lệch. Và sự sai lệch này có phải do kiến thức kém của thẩm phán hay là có một sự cố ý nào đó? Bởi vì chúng ta biết là vụ án này là một vụ án điển hình về vấn đề tranh chấp đất giữa chính quyền địa phương với những nhóm lợi ích và những người nông dân có đất. Điều này nó đã xảy ra ở Việt Nam 20 mấy năm nay rồi, nhưng nó không được giải quyết. Thì cái vụ này rõ ràng là một vụ nghiêm trọng. Lẽ nào đối với một vụ nghiêm trọng như thế này mà tòa án lại có thể cử một thẩm phán hoàn toàn có kiến thức để xét xử đưa đến một cái kết quả rất là bất công, bất hợp lý như vậy? Tôi tin rằng đây không phải là một cái sự ngẫu nhiên do kiến thức kém của thẩm phán, mà đây là sự cố tình của nhà cầm quyền. Thì như luật sư đã thấy, cái hệ thống chính quyền địa phương trong vụ việc này nó đã có những cái sai phạm dẫn đến cái oan sai kéo dài, khiến cho những người nông dân phải phẫn uất phản kháng đến cái mức mà gây ra trọng án. Thì giờ đây lý do tại sao họ lại tòa án nhân dân Đắk Nông để tiếp tục xét xử bất công với những bản án mức án rất là nặng nề, bất kể là dư luận phẫn nộ hay phản đối như thế nào, thì như luật sư vừa nói, họ có những cái lý do nào đó để khiến cho họ không quan tâm đến cái việc có thể dấy lên một cái ngọn lửa phẫn nộ ngấm ngầm, mà cái ngọn lửa này có thể bùng cháy bất cứ lúc nào trong cái lòng người dân, là cái tầng lớp nông dân. Thì luật sư có nhận xét như thế nào? Tôi thấy là như tôi nói, cái bản án tử hình này là một bản án cố ý của nhà cầm quyền. Họ chỉ đạo tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xử một vụ án vội vã với một cái bản án đã được ấn định trước, với một khung hình phạt, với một cái mức phạt rõ ràng đã được xem xét rất là kỹ lưỡng, và không phải ngẫu nhiên mà có một cái bản án nặng như vậy. Tuy là cái vụ này xảy ra vào năm gần cuối năm 2016, nhưng ngay sau đó chúng ta biết là vào tháng 4 năm 2017 thì xảy ra một vụ động tâm rất là nghiêm trọng, cũng xuất phát từ vấn đề tranh chấp đất đai của giữa chính quyền, nhóm lợi ích và những người nông dân ở địa phương. Thì cái vụ động tâm nó xảy ra với một cái sự tập trung quan tâm rất là lớn của dư luận, nó đánh giá một cái sự thất bại của nhà cầm quyền trong việc xử lý những vấn đề tranh chấp đất đai, và nó cũng đánh dấu một bước ngoặt cho thấy rằng là người nông dân biết đoàn kết đứng lên đòi hỏi quyền lợi của mình, và họ không sợ nhà cầm quyền, thậm chí nếu cần họ có thể sử dụng bạo lực. Tất nhiên chúng ta không khuyến khích bạo lực, nhưng cái mức leo thang của sự việc ở Đồng Tâm và trước đó là ở vụ Đắk Nông cho thấy cái tình hình nghiêm trọng trong cái việc giải quyết những cái tranh chấp đất đai của nhà nước. Và thay vì nhà nước nghĩ ra một cái phương thức nào giải quyết êm đềm tất cả những cái vụ tranh chấp đất đai khiến cho người nông dân mất đất, họ có thể hài lòng là họ không bị mất đất, hoặc họ được bảo đảm về lợi ích của họ, họ cảm thấy luật pháp che chở cho họ, bảo vệ quyền lợi của họ, thì lần này nhà nước lại chọn một cái giải pháp trấn áp. Chúng ta thấy ở Đồng Tâm cũng là dự định một cái giải pháp trấn áp nhưng không xong, thì nhà nước tìm cách hòa hoãn để thương lượng, nhưng sau đó những cái thỏa thuận đạt được thì đều bị lật lọng, ai cũng biết chuyện đó trong năm 2017. Thì cái trở lại với vụ Đắk Nông, nó xảy ra trước nhưng cái việc xét xử nó diễn ra sau cái vụ Đồng Tâm, và từ cái dư âm của vụ Đồng Tâm khiến cho nhà cầm quyền cảm thấy rằng là nếu không trừng phạt nặng trong cái vụ Đắk Nông thì trong tương lai nó sẽ còn những vụ Đắk Nông và những vụ Đồng Tâm khác. Vụ ông Đoàn Văn Vương cách đây 5 năm
cũng là một vụ án trong cái chiều hướng, trong cái phạm vi của cái chuyện bất đồng của người dân đối với cái cách giải quyết những cái tranh chấp đất đai với của nhà nước. Thì ông Đoàn Văn Vương cũng phản ứng một cách tiêu cực bằng cách dùng súng. Những cái hậu quả của cái vụ ông Đoàn Văn Vương không có này. Cho nên là kết quả thì ông nhận cái bản án cũng vừa phải, và cuối cùng ông cũng về sớm. Chúng ta biết ông đã được trả tự do. Nhưng cái vụ Đoàn Văn Vương nó khởi đầu cho một cái xu hướng là sử dụng bạo lực trong cái cách người dân phản ứng lại nhà cầm quyền. Và tất nhiên điều đó cần phải được giải quyết. Nhưng thay vì giải quyết bằng việc xử lý cốt lõi của vấn đề đất đai, thì nhà nước lại chọn cái biện pháp trấn áp. Thì bây giờ nó xảy ra vụ Đắk Nông và sau đó nó xảy ra vụ Đồng Tâm. Cho nên cái việc xét xử vụ Đắk Nông là một cơ hội để nhà nước gửi một thông điệp ra cho toàn xã hội, và đặc biệt cho những người nông dân, nhất là những dân hoang mất đất, là nhà nước rất cứng rắn, và nếu có những cái hậu quả nghiêm trọng thì thủ phạm chắc chắn sẽ phải nhận mức án cao nhất, đó là tử hình. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng trong cái sự việc này nhà cầm quyền nó hoàn toàn đánh giá sai dư luận, bởi vì mức án tử hình vô lý và bất hợp lý như thế này thì không làm ai sợ hết. Và chúng ta thấy trong những ngày vừa qua dư luận của toàn xã hội đều phản đối một cách rất là kịch liệt cái mức án tử hình dành cho ông Đặng Văn Hiến, bởi vì không ai nghĩ rằng là tòa án đã định đúng tội danh của ông, cũng như đã không đưa ra một cái mức hình phạt đúng với cái bản chất sự việc và cái hành vi mà ông đã thực hiện. Cho nên đối với tôi, và cũng như là do theo cái sự phân tích dư luận và pháp lý trong thời gian vừa qua, thì tôi thấy rằng là bản án hình sự là một bản thất tử hình ông Đặng Văn Hiến là một bản án hoàn toàn thất bại, và nhà cầm quyền đã không thể đưa được một cái thông điệp đúng đắn đến cho người dân. Có nghĩa là họ vẫn theo đuổi biện pháp bạo lực, trong khi người dân thì càng ngày càng không sợ hãi những cái hành động trấn áp bạo lực của nhà cầm quyền nữa. Và tôi tin rằng là nếu tòa án tối cao không sửa lại cái bản án dành cho ba người này, thì tôi tin rằng là những vụ Đắk Nông và những vụ Đồng Tâm chắc chắn sẽ vẫn còn xảy ra. Bởi vì như tôi nói, vấn đề cốt lõi là chính sách đất đai của nhà nước vẫn không thay đổi gì cả. Thưa luật sư, cái vai trò và trách nhiệm của công ty Long Sơn trong vụ án này theo luật sư nó là gì? Và họ cần phải chịu những cái trách nhiệm gì ở trong cái vụ án này? Xin tâm mời luật sư. Trong vụ án này thì vấn đề lớn đặt ra, và tôi cũng tự hỏi rằng là lý do nào công ty Long Sơn được quyền lập một cái đội cưỡng chế riêng của mình. Bởi vì theo luật đất đai và theo những cái quy định về vấn đề giải phóng mặt bằng, thì tuy là cái phạm vi một cái mảnh đất nào đó được quy hoạch để giao cho việc phát triển kinh tế, cho một cái dự án đầu tư cụ thể, thì cái việc bồi thường giải phóng mặt bằng là phải do chính quyền địa phương thực hiện, chứ không phải do tư nhân thực hiện. Tư nhân chỉ có thể cùng với chính quyền thương lượng với những người có quyền sử dụng đất, nói nôm na là những chủ đất, để thỏa thuận một cái mức giá bồi thường, và cái công ty nhà đầu tư đó chỉ có cái việc làm duy nhất là họ thương lượng với nhà cầm quyền và móc tiền túi ra trả cho những người chủ đất để bồi thường cho người ta mới trả lại mảnh đất cho mình để đầu tư. Chứ công ty tư nhân, những nhà đầu tư đó hoàn toàn không có một cái thẩm quyền luật định nào để tự họ lập ra đoàn cưỡng chế, tự họ sử dụng những cái phương tiện như là máy móc thiết bị để san ủi đất, để rồi được trang bị vũ khí để tấn công những người nông dân chủ đất đó. Đó là câu hỏi tôi đặt ra, là tại sao cái vai trò của nhà cầm quyền địa phương như thế nào mà công ty Long Sơn lại có tất cả những cái thẩm quyền mà tôi nghĩ chỉ vốn dành cho nhà nước mà thôi. Vậy thì ở đây có một cái sự cấu kết rất là chặt chẽ giữa cái nhóm lợi ích, tức là những nhà đầu tư có cơ hội kinh doanh trên mảnh đất đó, với lại chính quyền địa phương. Cái sự cấu kết đó nó nặng tới mức mà
chính quyền địa phương cũng lấy cái thẩm quyền luật định của mình trao luôn cho cả nhà đầu tư tư nhân như vậy. Tức là họ thay mặt nhà cầm quyền hành xử như một đội cảnh sát. Họ thay mặt nhà nước làm cảnh sát để thi hành tất cả những cái quyết định của nhà nước. Và theo tôi được biết là trong cái vụ Đắk Nông, chính nhà cầm quyền ở địa phương cũng đã quyết định là dừng việc giải tỏa mặt bằng đó để tiếp tục thương lượng với những người dân. Vậy thì ai đã trao cho hoặc là bật đèn xanh cho công ty Long Sơn đi thực hiện cưỡng chế vào cái ngày định mệnh mà ba người thiệt mạng như vậy? Ai đã làm cái chuyện đó? Đó là một câu hỏi. Và ai đã trao cho Long Sơn cái quyền tự võ trang trong cái việc đi cưỡng chế đất, thu hồi đất của người dân như vậy? Đó là câu hỏi phải trả lời dứt khoát. Bởi vì nếu không trả lời dứt khoát cái vấn đề này thì tôi tin rằng là ở những nơi khác cũng sẽ có cái tình trạng tương tự và tiếp tục sẽ xảy ra những cái vụ Đắk Nông y như vậy, và tiếp tục sẽ có cái sự phản kháng và không chỉ có ba người thiệt mạng, tôi nghĩ sự việc có thể càng nghiêm trọng hơn trong tương lai. Người đang theo dõi chương trình tên là Đặng Phước. Thân tâm xin nêu câu hỏi của Đặng Phước lên. Câu hỏi của Đặng Phước là: theo nhận định của luật sư, tại phiên tòa phúc thẩm, mức án sẽ được tòa tuyên như thế nào? Luật sư có thể dự đoán được câu trả lời cho câu hỏi này không? Thực sự rất khó dự đoán, bởi vì nếu họ vẫn tiếp tục giữ cái tội danh giết người thì khung hình phạt ngoài cái mức tử hình ra bên dưới nó thì có cái mức chung thân đối với cái người thủ phạm trực tiếp gây ra ba cái chết. Thì nếu họ vẫn giữ nguyên cái tội giết người thì có khả năng ông Đặng Văn Tiến sẽ bị án chung thân, họ giảm một bậc của cái khung của cái hình phạt trong cái khung hình phạt đã được ấn định của cái tội giết người. Và như vậy cái kết quả chung thân hay là tử hình thì tôi nói thật cũng như nhau thôi, bởi vì nó vẫn gây ra một sự bất công, bởi vì cái hành động của ông Tiến không đáng để ông bị ở chung thân, chứ đừng nói đến chuyện tử hình. 20 năm, 30 năm tôi thấy cũng nặng. Vậy vấn đề chính là liệu tòa án tối cao trong phiên phúc thẩm có áp dụng đúng tội danh của cái vụ án này hay không? Đó là giết người hoặc là cố ý gây thương tích vượt quá phạm vi của phòng vệ chính đáng. Và như tôi phân tích khi nãy, mức án tối đa chỉ là 5 năm tù mà thôi. Và tôi nghĩ rằng là nếu 5 năm tù cho một cái hành vi nông nổi của ông Đặng Văn Hiến với kết quả rất là nặng nề, đó là ba người mất, thì 5 năm tù là xứng đáng và vừa. Và như vậy dư luận sẽ cảm thấy rằng là công lý đã được thực thi, tức là luật pháp vẫn phải xử như cái hành động bạo lực như của ông Đặng Văn Hiến. Hành động đó không thể chấp nhận được trong một cái xã hội hiện đại, tức là dùng bạo lực để đáp trả bạo lực, đó là chuyện không thể chấp nhận được. Và nói gì nói, hành động đó phải bị trừng trị bởi luật pháp, nhưng trừng trị ở cái mức của nó, chứ không phải trừng trị một cách thái quá khiến cho người ta cảm thấy rằng là không còn công lý nữa. Và do đó tôi nghĩ rằng là tòa án tối cao nên đổi tội danh và xử tối đa cái khung hình phạt đó cũng chỉ là 5 năm mà thôi. Như vậy mới là xứng đáng với gọi là công lý. Rất hy vọng là những cái lời nói của luật sư sẽ thấu được tới tai của những người cầm cán cân công lý trong vụ án lần này. Thì thưa luật sư, bản chất của vụ việc từ khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc ông Hiến và những người nông dân khác phải nổ súng và tiếp diễn cho đến khi kết án, thì hệ thống luật pháp Việt Nam đã bộc lộ điều gì? Và luật sư có cái lời khuyên nào cho các trường hợp bị cưỡng chế tương tự hay không? Thanh Tâm xin mời luật sư. Hệ thống luật pháp Việt Nam có thể nói là một cái vấn đề lớn. Việt Nam bắt đầu mở cửa cho nền kinh tế tư nhân phát triển vào năm 1986. Và kể từ năm 86 thì cái chính sách cải cách kinh tế luật pháp theo đó cũng bắt đầu được áp dụng. Và chúng ta thấy rằng sau 30 năm thì rõ ràng cái nền kinh tế Việt Nam có khởi sắc. Nhưng một cái vấn đề pháp lý rất là quan trọng mà có thể ảnh hưởng đến cái sự ổn định của xã hội Việt Nam trong tương lai hay không là nằm ở vấn đề chính sách đất đai. Chúng ta biết rằng là hệ thống luật pháp Việt Nam vẫn theo một cái mô hình cũ của Liên Xô ngày xưa. Mô hình đó bây giờ chính cái đất nước mà không còn cái tên Liên Xô đó cũng biến mất luôn rồi. Vậy thì hà cớ gì vẫn còn giữ lại một cái quan niệm luật pháp cổ lỗ
không phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện đại nữa. Trong cái hệ thống luật pháp Xô Viết đó, người ta vẫn sử dụng chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng để chỉ đạo tất cả những cái việc ban hành luật. Và cái quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, họ coi tư liệu sản xuất bao gồm cả đất đai bắt buộc phải thuộc sở hữu của nhà nước. Cho nên họ biến cái quyền sở hữu đất trở thành cái quyền gọi là quyền sử dụng đất mà thôi. Và sở hữu đất trên đời này chỉ có toàn dân mà thôi, không có ai sở hữu cả. Nhà nước cũng không phải là chủ sở hữu đất luôn. Và cái ông toàn dân đó, cái ông đó không có mặt mũi, không phải là một chủ thể pháp lý. Khi nói đến chủ thể pháp lý là phải xác định được cá nhân, nhân thân người đó là ai, tên tuổi như thế nào, công việc họ ra sao, địa chỉ họ ở đâu, đó mới là chủ thể pháp lý. Còn chủ thể pháp lý, cái ông toàn dân là một cái ông rất mơ hồ, mênh mông. Ông đó có lúc thì ông 50 triệu người, có lúc ông 90 mấy triệu người, cái ông đó không xác định được. Và đó không phải là chủ thể của luật pháp. Do đó, cái việc đưa một cái quan niệm chính trị theo kiểu của chủ nghĩa Mác Lênin vào luật pháp nó hoàn toàn trật, nó sai. Và nó sai cho nên nó đưa đến một cái hệ quả là để hợp lý hóa cái ông toàn dân đó, bắt buộc phải có một người có mặt mũi đàng hoàng đại diện, đó là nhà nước. Cho nên mới có cái khái niệm là nhà nước đại diện nhân dân đứng ra để quản lý đất đai, đại diện cho ông chủ sở hữu mơ hồ đó. Và khi nhà nước có cái quyền đó và tất cả những người chủ đất xưa nay trở thành những người có quyền sử dụng đất mà thôi, chứ không còn cái quyền sở hữu đất của mình nữa, cho nên họ mất đi cái quyền được định đoạt cái tương lai miếng đất của mình là sao, tức là mua bán thế chấp, thương lượng nó, sử dụng nó như thế nào, thì hoàn toàn không phải do chính chủ đất ngày xưa nữa, mà những người có quyền sử dụng đất này vẫn phải lệ thuộc vào nhà nước. Thì nhà nước có một cái quyền rất là to lớn trong cái việc định đoạt mọi cái tương lai, cái thân phận pháp lý của miếng đất. Cho nên nếu mà họ công tâm, họ vì lợi ích xã hội một cách đơn thuần thì chắc chắn không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng chúng ta biết rằng là trong cái nền kinh tế thị trường, những quan chức nhà nước với lương bổng thấp kém thì bao giờ người ta cũng phải nghĩ cách kiếm tiền để trục lợi. Và những cái nhóm lợi ích, những cái nhóm mà có tiền bạc để muốn đầu tư phát triển thì họ sẽ lợi dụng cái điều đó để họ cấu kết với lại các quan chức địa phương đi tước đoạt đất của người nông dân, những người chủ đất ngày xưa. Thì nó đưa đến một cái hệ quả là luật pháp mặc nhiên trao cho chính quyền địa phương một cái quyền rất là nguy hiểm, đó là quyền tước đoạt đất của người dân để trao cho những cái nhóm lợi ích. Do đó nó mới xảy ra một cái khái niệm, một cái từ mà lâu nay chúng ta nghe rất là quen, đó là dân oan. Tại sao oan? Là bởi vì người ta bị tước đất một cách oan uổng và người ta phải đi khiếu nại. Và cái việc khiếu nại đó không chỉ ở cơ sở, ở những cái nơi địa phương, mà nó còn rồng rắn kéo dài đi lên Sài Gòn, đi lên Hà Nội, đi lên những cái nơi mà có cơ quan nhà nước hoặc là văn phòng đại diện của những cái định chế nhà nước ở Trung ương đặt. Thì cái việc người dân đi khiếu nại đất đai, ăn dầm nằm về ngày này qua ngày nọ trước những cơ quan công quyền, nó đã khiến cái hình ảnh người dân oan nó trở thành một khái niệm rất là mới mẻ ở Việt Nam, là do cái chính sách đất đai này mà ra. Và nếu trước đây người ta rồng rắn, người ta đi khiếu kiện một cách ôn hòa, người ta được giải quyết một cách đàng hoàng, thì chắc chắn là những cái vấn đề đất đai đã được xử lý một cách êm đẹp rồi. Nhưng tiếp theo là do cái nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, cái nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế cũng phát triển theo, và những cái nhóm lợi ích cũng trục lợi được từ cái việc kinh doanh các cái dự án đầu tư. Họ xin đất của nhà nước, lấy đất của người nông dân, lập dự án, sau đó nếu có tiền thì phát triển dự án, còn nếu không có tiền thì họ chạy thủ tục chính sách, giấy phép vừa đủ rồi thì họ bán và chuyển giao cho nhà đầu tư khác. Những người nhà đầu tư thứ cấp họ vào, họ không cần phải mất thời gian tốn tiền để đi xin những cái thủ tục đất đai rất là tốn kém, mất thời gian đó. Họ bỏ một số tiền lớn, họ mua lại cái dự án đó, họ phát triển lên. Và sau đó
họ cho những cái người chủ cũ của những miếng đất đó những cái căn hộ gọi là những căn hộ tái định cư chất lượng kém, nghèo nàn, trong khi nơi cái miếng đất của họ ngày xưa thì được xây dựng những cái dự án đầu tư đắt tiền mà để ra họ phải được hưởng. Thì chúng ta thấy cái nỗi phẫn uất của người dân mất đất ngày càng gia tăng, và cái việc trục lợi của những cái quan chức địa phương qua cái chính sách đất đai này cũng ngày càng gia tăng theo, và cái sự phẫn uất của người dân cũng theo đó mà gia tăng. Do đó mới xảy ra những cái bước tiến mới của cái phong trào dân oan Việt Nam. Lúc đầu thì dân oan chỉ đi khiếu kiện ôn hòa thôi, vì sao họ phản ứng một cách tiêu cực hơn bằng cách là họ tấn công luôn cả những cái đòn cưỡng chế của nhà nước lập ra. Và cái sự tấn công ban đầu nó bằng những cái vũ khí thô sơ thì nó không có đưa ra những cái hậu quả nghiêm trọng, nhưng khi người ta bắt đầu sử dụng súng thì hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Và chúng ta thấy Đoàn Văn Vương là một điển hình, sau đó đến vụ Đắk Nông và gần đây là vụ Đồng Tâm. Và tôi tin rằng là nếu chỉ có những bản án nặng, những cái thỏa thuận không lương thiện của nhà nước đối với người nông dân mất đất thì chắc chắn không giải quyết được vấn đề, bởi vì đó chỉ là chữa ở trên ngọn thôi. Còn cái gốc của vấn đề vẫn là cái quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai một cách mơ hồ. Nhưng nguy hiểm ở chỗ trao cho nhà cầm quyền một cái quyền năng nguy hiểm, đó là tước đoạt đất, tước đoạt quyền sở hữu đất của người dân. Và tôi tin rằng nếu không giải quyết vấn đề đó, chắc chắn trong tương lai sẽ còn xảy ra những vụ Đoàn Văn Vương, những vụ Đắk Nông, những vụ như chị nói là ông Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình. Những vụ đó rất nghiêm trọng. Và hiện gốc vấn đề cần phải được giải quyết bởi nhà cầm quyền, chứ không phải bởi người dân. Bởi vì người dân không có một cái quyền gì trong cái việc sửa đổi cái chính sách đất đai này cả, mặc dù ai cũng muốn sửa đổi nó. Luật sư có bất cứ trễ qua những cái trường hợp đã xảy ra giữa tranh chấp đất đai để dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng, thì luật sư có cái lời khuyên nào đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải có những cái đường hướng như thế nào để cho cái vấn đề tranh chấp đất đai này nó sẽ không có xảy đến những cái chuyện nghiêm trọng như vậy nữa? Thì Thanh Tâm xin mời luật sư. Một điều duy nhất mà tôi có thể nói đó là phải công nhận quyền sở hữu tư nhân đối với đất đai và bỏ đi cái khái niệm sở hữu toàn dân một cách mơ hồ như tôi nói, bởi vì đó là một ý niệm về chính trị. Một ý niệm chính trị không thể du nhập vào một cái hệ thống luật pháp được. Giữa chính trị và luật pháp là hai vấn đề tuyệt nhiên không liên quan. Và nó có liên quan thì nó liên quan ở vấn đề hiến pháp nói chung thôi. Còn sử dụng những ý niệm của chính trị để áp đặt lên quan điểm luật pháp là sẽ đưa đến những hậu quả mà chúng ta thấy là những vấn đề về đất đai ở Việt Nam là một ví dụ rất là cụ thể. Tất nhiên là cái lời khuyên này không phải là của tôi không, mà tôi biết rằng là nhiều người đã đặt ra từ lâu rồi. Đặc biệt là trong cái lần mà nhà nước muốn trưng cầu cái ý kiến của người dân liên quan đến việc sửa đổi hiến pháp 2013 thì vấn đề tư nhân hóa đất đai đã được đặt ra lâu rồi, nhưng nhà nước vẫn không nghe. Tuy nhiên kinh nghiệm của tôi là không nghe thì mình vẫn cứ nói thôi, và nói hoài cho đến khi họ nghe. Bởi vì tôi nghĩ rằng là những cái hậu quả xã hội mà người ta thấy rằng là cái giá phải trả cho nó cao hơn so với cái việc thay đổi một chính sách, thì tôi tin rằng nhà nước rồi cũng sẽ lắng nghe. Không bây giờ thì họ cũng phải lắng nghe sau này. Thanh Tâm cũng rất là mong ước tất cả những cái lời khuyên chân tình của luật sư xuất phát từ cái tâm ý là xây dựng, góp phần xây dựng có một thay đổi tốt đẹp cho đất nước. Thì hy vọng rằng những người cầm cái vận mệnh của đất nước trong tay, kể cả những người đang cầm cái cán cân công lý để mà thực thi cái công lý cho đất nước Việt Nam, Thanh Tâm cũng mong rằng họ sẽ lắng nghe được tất cả những cái lời góp ý chân tình của luật sư. Thì nãy giờ không biết có anh chị em nào còn có bất cứ câu hỏi nào muốn dành cho luật sư Lê Công Định qua cái đề tài phỏng vấn ngày hôm nay hay không? Hoặc là luật sư Lê Công Định có điều gì muốn nói thêm liên quan đến cái đề tài phỏng vấn hôm nay hay không? Bởi vì Thanh Tâm đã hỏi xong tất cả những câu hỏi Thanh Tâm chuẩn bị cho buổi phỏng vấn hôm nay. Thì không biết luật sư Lê Công Định còn muốn nói gì thêm về đề tài này? Hoặc là các anh chị em nào muốn có câu hỏi gì, muốn hỏi thêm thì xin gửi cái comment ngay bây giờ trước khi Thanh Tâm xin phép được kết thúc chương trình. Thanh Tâm xin mời luật sư Lê Công Định.
Thực ra tôi cũng đã nói hết và tôi nói nhiều khi cũng không phải dựa trên câu hỏi của chị nên là tôi cũng không còn gì để nói liên quan đến vụ án này. Với những điều tôi cần nói tôi đã trình bày đầy đủ cho các bạn rồi. Như vậy thì luật sư Lê Công Định đã không còn có điều gì để nói thêm với chúng ta về đề tài này. Vậy các anh chị em có ai còn có muốn hỏi gì không? Thanh Tâm đếm từ 1 tới 10 nha, nếu không thì Thanh Tâm xin phép được chấm dứt cái buổi phỏng vấn theo đề tài này hôm nay ở đây. Thì trước hết là Thanh Tâm cũng rất là cảm ơn luật sư Lê Công Định đã dành thời gian thường xuyên để góp phần trong cái chương trình đối diện, chia sẻ những cái kiến thức rất là quý báu của luật sư để cho người dân Việt Nam biết được rằng những cái điều gì thật sự đang xảy ra với cái nền pháp luật của Việt Nam và cái quyền lợi của họ như thế nào. Còn cái chuyện những cái lời đóng góp của luật sư có khiến cho những người cầm cán cân công lý hoặc là nắm vận mệnh quốc gia trong tay họ có những cái thay đổi nào không, thì Tâm hy vọng rằng nước chảy đá mềm, rồi một lúc nào đó những cái lời đóng góp chân tình, xây dựng chân tình của luật sư cũng sẽ thấu được đến tai họ và lay chuyển cái lương tâm của họ. Còn tất cả các anh chị em đang theo dõi chương trình thì thứ nhất là Thanh Tâm rất là cảm ơn mọi người từ trước tới giờ vẫn ủng hộ cho chương trình đối diện của Thanh Tâm, giúp Thanh Tâm ngoại trừ việc theo dõi còn giúp Thanh Tâm chuyển tải những cái thông tin này. Bởi vì khi chúng ta làm ra chương trình mà không được mọi người tiếp tay chuyển tải thì tất cả mọi công sức của Thanh Tâm cũng như các anh chị em trong nhóm thực hiện chương trình này cũng chỉ là uổng phí mà thôi. Thì Thanh Tâm cũng xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin lỗi là Thanh Tâm đã không dành thời gian để chào hỏi từng người, bởi vì Thanh Tâm không muốn làm gián đoạn cái nội dung của buổi phỏng vấn cũng như làm đứt đoạn những cái dòng tư tưởng quý báu của luật sư Lê Công Định. Thì Thanh Tâm xin được gửi lời chào chung với tất cả mọi người ở đây. Thanh Tâm thấy là nãy giờ không có ai gửi thêm câu hỏi nào, thì Thanh Tâm xin phép được dừng chương trình phỏng vấn ngày hôm nay ở đây. Thanh Tâm xin một lần nữa cảm ơn luật sư Lê Công Định và xin mời luật sư Lê Công Định gửi lời chào tạm biệt đến tất cả những người đang theo dõi chương trình. Thanh Tâm xin mời luật sư. Xin cảm ơn chị Thanh Tâm, có buổi phỏng vấn rất là lý thú, những câu hỏi của chị đặt ra rất là hay. Xin cảm ơn và xin chào chị, cũng như là tôi cũng gửi lời cảm ơn quý bạn đã chịu khó lắng nghe gần một tiếng đồng hồ những lời tôi nói. Và nhân đây cũng xin chúc mừng năm mới các bạn, bởi vì từ đầu năm giờ đây là lần đầu tiên tôi mới có dịp ngồi ở cái chương trình đối diện để trò chuyện. Do đó tôi cũng gửi lời chúc an khang, may mắn đến tất cả các bạn trong năm mới này, mặc dù tôi biết năm nay là một năm cũng đầy khó khăn. Xin chào tất cả mọi người. Thì nhân đây Thanh Tâm cũng thay mặt anh chị em theo dõi chương trình xin kính chúc luật sư Lê Công Định trong năm mới này sức khỏe dồi dào, tinh thần vững vàng kiên định, bởi vì chắc chắn là tất cả những gì luật sư đang làm và theo đuổi cho công cuộc đấu tranh sẽ đòi hỏi một sức khỏe thật là dồi dào, có như một tinh thần thật là kiên định để tiếp tục đi theo trên con đường luật sư đã đi bao lâu nay. Và chân thành cảm ơn luật sư. Thì Thanh Tâm cũng xin chào tạm biệt tất cả mọi người ở đây. Luật sư Lê Công Định đã chúc rồi, thôi Thanh Tâm cũng không chúc nữa. Mà thật sự đây là chương trình cũng thứ mấy từ hồi đầu năm tới giờ của chương trình đối diện rồi, cho nên Thanh Tâm chỉ xin được chào mọi người ở đây và xin hẹn gặp lại mọi người trong chương trình đối diện, những chương trình kế tiếp. Bước mong mọi người tiếp tục ủng hộ chương trình. Và Thanh Tâm xin chào tạm biệt nhé.